À, xin chào cô chú, anh chị em cùng các bạn. Gần đây thì Phượng học được cái cách lấy trùng bột để làm bánh da lợn rất là hay. Bánh dai giòn ngon. Và điều đặc biệt hơn là bánh của mình để được 2 ngày. Bánh vẫn mềm thơm, không có bị cứng. Thì mời cô chú, anh chị em và các bạn cùng làm. Đầu tiên Phượng xin giới thiệu sơ qua phần lớp bột màu xanh gồm có 2 chén bột năng, một chén nước nửa chén đường, đường cắt trắng đó, một muỗng cà phê dầu ăn, 10 cái lá dứa nhỏ và một ít hương lá dứa để tạo màu cũng như tạo mùi thơm. Lá dứa thì mình cắt nhuyễn rồi mình cho một chén nước vào trong máy xay mình xay nhuyễn ra. Xay nhuyễn ra rồi mình cho qua rây mình vắt lấy nước nha. Mình vắt lấy nước thì mình được một chén nước lá dứa. Nếu mà thiếu nước thì các bạn có thể bù thêm nước để được một chén nước lá dứa nha. Và tiếp theo là lớp bột màu vàng là lớp đậu xanh. Thì đây Phượng dùng 4 muỗng canh đậu xanh. Đậu xanh thì mình rửa sạch rồi mình ngâm với nước ấm tầm khoảng một tiếng nha. Thì đậu xanh mình nên ngâm nở như vậy để mình làm bánh, bánh mình được ngon và bánh để được lâu hư hơn. Và đây là một chén bột năng. Nửa chén đường cát trắng. Một chén rưỡi nước cốt dừa, một muỗng canh bột gạo 1 phần 3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê dầu ăn đậu xanh mình ngâm xong rồi thì bây giờ mình đi nấu đậu xanh đậu xanh mình có thể là hấp cũng được mà mình nấu cũng được thì vẫn thấy nấu thì nó tiện hơn mình cho vào 1 phần 3 muỗng cà phê muối mình nấu đậu xanh với muối cho nó bùi ngon và nửa chén nước thì với cái lượng đậu này mình nấu nửa chén nước là vừa rồi mình đậy hở hở nắp ra nha rồi mình mở bếp lên thì ban đầu này các bạn mở lửa lớn cho đậu nó sôi lên thì mình mở nắp ra để đậu không bị chào sau khi mình thấy nó bớt sôi rồi thì mình đậy lại cũng đậy hở nha và mình thấy bắt đầu cái đậu mình bắt đầu cạn nước rồi đó nó cạn thật cạn nước mình đậy kín nắp lại rồi mình hạ lửa thật nhỏ xuống mình nấu cho đến khi đậu nó chín mềm luôn và khi mình nhìn vào mình thấy đậu nó chín mềm và nó tơi ra từng hạt như vậy là được rồi nè. Rồi bây giờ mang đậu đi xay. Đậu xanh này thì vẫn dùng 50g đậu xanh khô đó Phượng ngâm nở rồi nấu chín rồi cho vào máy xay này mình xay nha. Và nửa chén đường là 150g đường. Một chén rưỡi nước cốt dừa là 375g. Về phần nguyên liệu bằng gam, lát nữa Phượng sẽ để bên dưới video này. Các bạn có thể bấm vào chữ xem thêm hoặc hiển thị thêm để mình xem toàn bộ phần nguyên liệu đậu xay cho thật là nhuyễn ra rồi. Thì bây giờ phần cho bột vào nè. Bột đây phần dùng một chén bột năng là 100 g. Chén này hơi lưng một tí xíu. Một muỗng canh bột gạo là 10 g. Một muỗng cà phê dầu ăn mình khuấy đều lên rồi mình lượt qua rây thì cái bột này các bạn đừng sai sai ra rồi thì cái bột của mình nó giảm đi cái độ dai nó không có ngon mình chỉ cần cho bột vào rồi mình lượt qua rây cho nó mịn lại như vậy là được rồi nha đó nó mịn như vậy là Phượng đi làm cái lớp bột màu xanh luôn nè đây là Phượng pha lớp bột màu xanh thì Phượng cho vào một chén nước lá dứa và cho hương lá dứa vào trong này để là tạo màu và cũng như là tăng thêm cái mùi hương thơm của lá dứa thì các bạn sử dụng tầm khoảng nửa muỗng cho đến một muỗng cà phê thì tùy thuộc vào hương lá dứa đậm đặc hay là loãng nếu mà đậm đặc thì các bạn dùng nửa muỗng cà phê thôi thì với cách làm này của phượng thì các bạn không cần cho thêm màu vàng đâu nha rồi phượng cho vào trong đây là hai chén bột năng hai chén bột năng này là 250g thì các bạn không có cân thì các bạn cứ đông bằng chén nha và một muỗng cà phê dầu ăn mình khuấy với đều lên cho bột tan ra và các bạn đang xem thì đừng bỏ qua cái đoạn này nha mình sẽ chia sẻ thật là chi tiết cái đoạn này để các bạn làm cái lớp bột màu xanh được trong dai giòn ngon khi mình khuấy bột đều lên rồi thì các bạn lấy cái muỗng canh nè mình múc vào trong cái nồi này hai muỗng canh bột nha mình múc hai muỗng canh bột xong rồi phượng cho đường vào trong này nửa chén đường là 150 g một chén nước là 250 g rồi mình cho lên bếp mình khuấy đều với lửa nhỏ nha mình khuấy tầm khoảng 5-10 phút thôi mình khuấy cho đến khi mình thấy cái bột nó vừa trong lại như vậy là được rồi nè vừa trong lại và mình nhìn vào trong nồi mình thấy bắt đầu nó sôi tim nhẹ nhẹ như vậy được rồi nếu mấy bạn lỡ khuấy sôi luôn cũng vẫn được nha nhưng mà phần thấy quấy trong trong như vậy là được rồi rồi lúc đang nóng này mình cho vào trong bột luôn nè mình rưới cái nước bột này từ từ vào trong cái bột và mình khuấy lên mình nhìn vào trong tô mình thấy có nhiều cái văng văng đó như vậy thì lát nữa cái lớp bột màu xanh này nó sẽ dai giòn trông ngon lắm luôn và khi mình hấp bánh đó mồ hôi bánh có đổ xuống đó thì cái bánh mình cũng không có bị nhão và giúp cho bánh mình được nhanh chín hơn. Thì với cái lượng bột này của Phượng là đổ được 11 lớp, lớp màu xanh là 6 lớp mà lớp màu vàng là 5 lớp, vừa đủ lớp luôn, không có dư lớp bột nào hết. Các bạn cứ yên tâm làm thử nha. Nước sôi rồi thì Phượng cho khuôn vào bưng hấp. Thì với lượng bột này các bạn sử dụng khuôn tầm khoảng 20 cho đến 24 cm là vừa. Rồi mình tho một ít dầu ăn vào trong khuôn để mình lấy bánh ra cho nó dễ nha. Khuôn silicon thì các bạn nên lựa chọn khuôn dày và mình nhìn dưới cái đáy của khuôn đó mình có thấy là chịu nhiệt 240 độ C thì thường khuôn đó mình hấp đó, nó an toàn hơn. Các bạn đừng có mua khuôn mỏng quá khi mình hấp thì mình sử dụng không tốt. Nếu các bạn mua online thì các bạn vào các cửa hàng chuyên bán nguyên phụ liệu làm bánh nha. Rồi mình đậy nắp lại, mình không có cần đậy khăn bên trên gì hết không có sợ mồ hôi rơi xuống làm nhão bánh đâu nha thì trong lúc chờ đợi hấp bột màu xanh đó thì mình múc bột thì mình nhớ là khuấy đều lên rồi mình hãy múc bột nha thì trong cái lúc hấp đó mình luôn mở lửa trung bình thôi đừng mở lửa lớn quá à, nha mở lửa lớn quá đó thì cái bánh của mình nó cũng dễ bị nhão và nó mất đi cái, cái mùi thơm của lá dứa tự nhiên đó khi mình hấp mình nhìn vào trong cái lớp bột đó mình thấy bắt đầu cái lớp bột nó trong lại rồi mình có thể mang bao tay và mình sờ thử nha nếu mà nó không dính tay hoặc là mình dùng cái vết bột mình sờ thử cái mặt bột nó khô ráo rồi đó thì mình cho tiếp cái lớp bột màu vàng vào để mình hấp tiếp tục nếu các bạn mà không nhìn được cái lớp bột hay là không quan sát được thì mình cũng có thể là mình canh thời gian thì thời gian hấp là lớp bột đầu tiên mình hấp 5 phút rồi mỗi lớp bột mình sẽ tăng thêm một phút là coi như là mình hấp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 đó mình cứ tăng như vậy nha cho đến khi hết lớp bột luôn là được. Các bạn nhìn vào nè thấy cái mặt bột bắt đầu khô ráo rồi đó thì mình cho tiếp cái lớp màu xanh vào nha và tương tự như vậy thì vẫn sẽ hấp 11 lớp bột luôn nha. Và đây là cái lớp bột thứ 10 nè Mình hấp xong mình sờ vào mình thấy bắt đầu nó không có dính tay nữa nè Đó như lại là cái bột nó chín rồi đó Bây giờ mình cho cái lớp bột màu xanh cuối cùng vào Cái lớp bột cuối cùng này thì mình hấp 15 phút Là các bạn cứ canh thời gian là mỗi lớp tăng một phút giùm mình là được nha Rồi mình đẩy nắp lại mình hấp nha thì lát nữa Phượng sẽ chia sẻ thêm cái cách bảo quản sao cho bánh được lâu hư hơn Cái lớp cuối cùng này Phượng hấp được 15 phút rồi nè và mình nhìn vào mặt bánh thì mình thấy cái lớp bột bắt đầu nó trong rồi không có dính tay nữa và mình có thể lấy cái tăm mình châm xuống thử mình thấy cái bột bắt đầu nó trong ve trong vắt không còn đục nữa như vậy là bánh chín rồi bánh chín rồi mình lấy ra mình để cho nó nguội bánh sau khi hấp xong thì nó hơi dính nè à. thì để cho bánh có màu đẹp và không bị dính thì mình thoa dầu ăn lên trên mặt bánh nha nếu mình để như vậy thì bánh cũng dễ bị khô vì vậy các bạn lấy màng bọc thực phẩm đó mình che mặt bánh lại nha Và lưu ý là mình không có đậy thật là kín hơi Thì cái bánh mình bị hầm hơi, hầm hơi thì bánh để không được lâu ha Thì mình nên lấy cái tâm mình châm lên màng bọc thực phẩm như vậy Để bánh mình không có bị hầm hơi thì bánh mình để được 48 tiếng luôn Các bạn đừng có bao kín quá thì bánh hầm hơi, bánh không để được lâu Và bánh nó bị mồ hôi rơi xuống nó cũng bị nhão nữa đó là mình đậy như vậy nha. Mình để tầm khoảng 2-3 tiếng là mình lấy ra được rồi. Bánh mình làm xong và mình để nguội rồi. Thì mình mở cái màng bọc thực phẩm này ra nha. Đó, khi mình bao màng bọc thực phẩm lại, mình có chăm tâm trên màng bọc thực phẩm đó. Thì cái bánh của mình nó khô ráo, nó không có bị quá nhiều mồ hôi đổ vào trên mặt bánh làm bánh bị nhão đó. Và mình sử dụng khuôn silicon mình hấp thì khi mình lấy bánh ra rất là dễ mà nó đẹp. Thì nếu các bạn mà hấp bằng khuôn nhôm hoặc inox thì thời gian hấp bánh sẽ ngắn hơn Nhưng mà khi mình lấy ra như vậy á, thì mình đợi cho nó nguội hẳn luôn mới lấy bánh ra nha Bánh nguội rồi, bánh rất là mềm dẻo ha Mềm dẻo Thì thật tình mà nói thì làm bánh da lợn này đó Thì Phượng cũng đã làm rất là nhiều lần Nhưng mà không có được ngon bằng cái cách mà dì hai đã chia sẻ cho Phượng như vậy Thì nhân tiện đây thì cháu cũng xin cảm ơn dì hai rất là nhiều đã chia sẻ cho cháu rất là nhiều món bánh ăn thật là ngon và những cái bí quyết thật là hay đây nè các bạn ơi bánh cắt xong khi mình cho dao vào cắt các bạn cảm nhận được nó dai nhưng mà nó giòn nó không quá dai khi mình lấy trùng bột như vậy đó mình hấp bánh lên không lo bánh bị nhão và bánh dai giòn ngon và để lâu bánh không bị cứng nữa đây là cái bí quyết mà không phải ai cũng biết vì vậy các bạn khi xem được video này các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng biết để mọi người được làm bánh dây lợn được ngon hơn nha đó bánh làm xong rồi mình bóp vào nè bánh mềm dẻo ha mềm dẻo và thơm lắm luôn mình xé thử nè đó tách lớp cũng dễ dàng nha đây là phần xé ra để cho cô chú anh chị và các bạn dễ nhìn nhưng thực tình mà nói thì mình ăn thì mình cắn từng miếng ăn nó ngon hơn nha chứ đừng có xé như vậy ạ à. và phượng cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em cùng các bạn trong video sau nha